Chào tất cả các bạn nhé. Video này tuy ngoài lề nhưng rất quan trọng đối với ngành nghề của chúng mình nhé, chúng ta nhé. Đấy là mình mới đặt mua một hộp khẩu trang 30 các bạn này. Bây giờ mình khui ra cho các bạn xem này. Tại vì nghề mộc chúng ta làm thường thường bụi nhiều lắm. Nên mình cũng xem trong mạng là thấy đọc thông số cái khẩu trang này là lọc bụi rất tốt các bạn này. Nên mình thử mua về dùng thử. Bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem các bạn nhé. Sẽ luôn. Đây là cả hộp các bạn nhé. Tem 30 con nguyễn các bạn này. Nguyễn hay không cũng mình không rõ nữa. Bây giờ đây các bạn nhé. Đây là khẩu trang này. Cái này của Trung Quốc các bạn ạ. Tên của nó là 9001V này. Có cả ván xả các bạn này. Bây giờ mình thử mở ra xem sao thế nào nhé. Đây là khẩu trang các bạn này. Và đây là con gái mình sẽ mang. Nhìn chất lượng cũng đẹp các bạn ạ. Một hộp này là 25 cái các bạn nhé. Mình sẽ thực hiện nha các bạn. Tiếp thì mình sẽ test thử máng thử thế nào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ test thử xem các bạn nhé. Ok các bạn ạ. Theo như mình nghĩ thì dùng tốt. Bây giờ mình sẽ quay kỹ cho bạn xem nha. Đây nó có một cái văn thử các bạn này. Đó, đây là tiếng của nó nhá. Và video của mình kết thúc tại đây nhé.
Thì đây là video không không đúng chủ đề kênh của mình, nhưng mà trong ngành nghề chúng ta không không làm không thể thiếu được cái này các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Sau khi mình test khẩu trang này mình đang làm này, rất bụi các bạn nhé, bụi nhiều nhá, mình vẫn thấy ok. So với giá tiền thì mình khuyên mọi người nên mua và dùng thử nhá. Giá một cái chưa tới 10.000 đâu các bạn ạ. Chào các bạn nhá.